Sự bền đẹp của một công trình xây dựng thường đến từ hai yếu tố chính, đó là chất lượng của vật tư và chất lượng của thi công. Nhắc đến chất lượng thi công thì thường người ta sẽ nghĩ đến năng lực của nhà thầu, tay nghề của thợ, nhưng đôi khi nó còn đến từ những chi tiết nhỏ, chẳng hạn như việc xử lý mối của nền móng. Nếu như trong chúng ta có gia đình nào đã từng bị mối xâm nhập sẽ thấy sự tàn phá khủng khiếp của mối như thế nào. Nó có thể làm sụt lún nền móng hoặc phá toàn bộ đồ đạc trong gia đình, đặc biệt là đối với những sản phẩm đồ gỗ. Và việc giải quyết triệt để là một vấn đề cực kỳ khó chịu. Việc này chúng ta lại hoàn toàn có thể giải quyết triệt để được bằng việc xử lý mối nền móng từ giai đoạn thi công phần thô. Một sản phẩm mà được rất nhiều nhà thầu ưa chuộng và lựa chọn đó là thuốc diệt mối Termai. Một đặc điểm nổi bật của sản phẩm này đó là nó không mùi, do đó mối không biết cách để né tránh. Ngoài ra, khi con mối dính vào thuốc này nó không bị chết ngay, mà nó về lây lan cho các con khác ở trong đàn, đặc biệt là mối chúa, do đó giúp diệt trừ mối được tận gốc cả đàn. Còn cách sử dụng như thế nào thì đã có cẩm nang diệt trừ mối kèm theo. Nếu như ngôi nhà của bạn đang bị mối xâm nhập thì thuốc trừ mối Termai là một trong những lựa chọn đáng được lưu tâm. Mình là kênh nhà cửa, có nhà cửa là có kênh.